Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trả lời về chế độ giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động. Mục theo đơn thư nêu vấn đề, người dân huyện Hà Trung thiếu nước sạch sinh hoạt. Một ống kính truyền hình phản ánh, Công an Thanh Hóa triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá đánh bạc qua mạng. Ông Lê Văn Trọng ở phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa hỏi, vợ tôi năm nay 48 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm, bị tai biến mạch máu não, không còn khả năng lao động. Tôi muốn cho vợ tôi giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi, thì hồ sơ cần những giấy tờ gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 3 điều 5 chương 2 thông tư số 56 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế, hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động gồm giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc giấy đề nghị khám giám định đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc, chưa giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy tờ khám điều trị bệnh tật sau đây. Tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy xác nhận khuyết tật, giấy ra viện, sổ khám bệnh, bản sao hồ sơ bệnh nghề nghiệp, biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động đối với người đã được khám giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. Ông Nguyễn Văn Thông ở thôn Ngót, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước hỏi, tôi là bệnh binh 60%, thương binh 22%, đang hưởng chế độ bệnh binh. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng cùng lúc hai chế độ không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Do ông không nêu rõ thông tin nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể. Ông có thể tham khảo quy định dưới đây để đối chiếu vào trường hợp thực tế của bản thân. Nghị định số 102 ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định về một số điều kiện để hưởng hai chế độ thương binh và mất sức lao động. Đối với những trường hợp đã giám định gộp nhưng nếu đủ thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội công an thì được xem xét giải quyết hai chế độ. Trường hợp không đủ năm công tác theo quy định nêu trên và hưởng hai chế độ thì phải hưởng ở mức thấp hơn. Thưa quý vị và các bạn, hàng chục năm nay, hàng ngàn hộ dân ở nhiều xã của huyện Hà Trung vẫn phải duy trì cuộc sống sinh hoạt của mình từ nguồn nước ngầm có dấu hiệu ô nhiễm. Thậm chí, tại nhiều xã, nguồn nước ngầm này cũng dần cạn kiệt, gây khó khăn cho việc sinh hoạt và đời sống. Cũng như nhiều hộ gia đình tại thôn Tâm Quy 1, Hà Tân, huyện Hà Trung, gia đình ông Đỗ Văn Nhìn phải khoan hoặc đào giếng để lấy nước sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện nay khi vào sâu trong thôn, nguồn nước ngầm bị cạn kiệt, nhiều hộ khoan tới từ 50 đến 60 mét vẫn không có nước để dùng. Bên cạnh đó, nguồn nước giếng khoan đều có dấu hiệu bị nhiễm mặn, nước có mùi hôi hoặc màu vàng bất thường. Để có nước sinh hoạt, người dân phải tích trữ nước mưa hoặc nối ống, mua máy bơm kéo nước từ giếng làng về dùng. Cái thôn Tâm Quy này khoan ạ, giếng khoan thì khoan đến 5-60 mét, 6-70 mét không có nước. Nhưng có chỗ có nước thì lại mặn, nhiễm mặn và nhiễm trì nữa thì dân họ cũng không dùng được. Đồ đạc máy móc thì sử dụng cũng nhanh hư. Ở đây nhà mà ở giữa làng mà họ dùng nước là họ phải lấy khoảng 5 đến 600 mét. Mà bắc qua rãnh qua ấy rồi qua đường qua các thứ đào rãnh đào rước là với rìa làng là với về được có cái nước dùng. Mà lúc mùa mà nước mà hết mà tròi cái ống ở dưới lên là cũng không có nước dùng. Mong muốn là có nước sạch để cho sử dụng để cho sinh hoạt cho hắn thoải mái. Không chỉ ở Hà Tiến, Hà Tân mà nhiều xã trên địa bàn huyện Hà Trung cũng đang gặp tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Do đó, để đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân, hiện nay được sự phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có 4 đơn vị đang đầu tư cung cấp nước sạch tại Hà Trung với công suất thiết kế ban đầu là 2.550 m khối ngày đêm. Tuy nhiên, công suất này còn thấp so với nhu cầu cần được sử dụng nước sạch của nhân dân ở 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian tới, để nâng công suất của các đơn vị cấp nước lên 12.550 m khối ngày đêm, mở rộng mạng lưới cấp nước trên toàn huyện, huyện Hà Trung cần có giải pháp giải quyết khó khăn trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc cục bộ trong xây dựng việc mở rộng các nhà máy nước. Để tiến độ mà thực hiện dự án thì nó phải chậm với tất cả những cái thủ tục giấy tờ liên quan ấy, thì bây giờ cũng đã hoàn tất rồi. Nhưng mà chậm là do cái vấn đề nữa là giải phóng mặt bằng rất là khó khăn. Cũng mong làm sao chính quyền tạo điều kiện tối đa đấy, để giao mặt bằng sớm nhất để cho doanh nghiệp xây dựng và cấp nước cho dân. Dự án của chúng tôi được chấp thuận là lấy nước tại sông Lèn. Nhưng sau khi
thì chúng tôi khảo sát lại và thấy là có trên địa bàn có hai cái đường quốc lộ đi qua, một là đường quốc lộ 1A, đường cao tốc cắt chia đôi địa hình. Trước tình hình đó, công ty chúng tôi đã có văn bản xin tỉnh mở một nhà máy thứ hai lấy nước tại hồ Vĩnh Quân, Hà Long để cấp cho các xã vùng cao. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành làm các thủ tục để xây dựng nhà máy. Với khó khăn về nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm, việc xây dựng phát triển mạng lưới nước sạch cung cấp cho người dân là rất cần thiết. Vì vậy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để người dân sớm được sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng công an Thanh Hóa đã phát hiện và triệt phá thành công hàng chục đường dây cá độ bóng đá đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng. Con số này cho thấy tình trạng đáng báo động của hoạt động cá độ bóng đá đánh bạc qua mạng ngày càng phức tạp. Nếu không kịp thời ngăn chặn, các đường dây này sẽ gây ra không ít những hệ lụy mầm mống của nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa, Công an huyện Hà Trung, Hoàng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống đã triệt phá hàng loạt các đường dây cá độ bóng đá đánh bạc trên mạng. Điển hình như ngày 1 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Lê Trung Đông, sinh năm 1993, ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa cầm đầu cùng 5 đối tượng khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chỉ tính từ đầu tháng 6 năm 2021 đến khi bị bắt, dưới sự điều hành của Lê Trung Đông, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này đã hoạt động và giao dịch với số tiền trên 1 tỷ đồng một ngày, với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 5 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Nông Cống triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do đối tượng Nguyễn Ngọc Nhân, tức Nhân Chọc, sinh năm 1988, ở xã Trường Trung, huyện Nông Cống cầm đầu, bắt giam 9 đối tượng. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 26 tháng 6 năm 2021 đến khi bị bắt, Nhân đã tổ chức cho các đối tượng ở Nông Cống cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 150 triệu đồng. Còn tại huyện Hà Trung, liên tiếp trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2021, Công an huyện đã phát hiện bắt giữ 2 vụ 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngày 21 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoàng Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Hoàng Văn Đông cầm đầu. Theo khai nhận, từ đầu năm 2021 đến khi bị phát hiện, Đông đã cùng hàng chục đối tượng trên địa bàn huyện Hoàng Hóa đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá qua mạng xã hội với tổng số tiền 5 tỷ đồng. Đội Cảnh sát Hình sự đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh. Thì kết quả thì vào với ngày 12 tháng 7 năm 2020, thì Công an huyện đã tổ chức lực lượng đồng loạt bắt giữ triệu tập 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Dưới hình thức ghi gom số lô, số đề và cá độ bóng đá, thì góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chúng tôi huy động cái lực lượng điều tra hình sự là đơn vị chủ công trong công tác lập án đấu tranh với các đối tượng lừa đảo. Thì với cái quy mô, cái tính chất và đặc biệt là cái sự vào cuộc của lãnh đạo con huyện, thì thông qua cái bị hại thì chúng tôi đã phát hiện, phối hợp với ngân hàng, phối hợp với các cái nhà mạng đã tổ chức điều tra, bắt giữ được nhiều cái đối tượng. Do tính chất ẩn danh trên mạng, đối tượng chơi lại phân tán, không tập trung thành ổ nhóm theo giờ giấc cụ thể, nên việc phát hiện triệt phá các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá trên mạng Internet thường gặp khó khăn. Các vụ cá độ bóng đá qua mạng dễ chơi nhưng không ai có được kết cục tốt đẹp. Sau mỗi mùa bóng đá là hàng trăm người lâm vào cảnh nợ nần, tài sản khánh kiệt, gia đình ly tán và phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khác. Do đó, các gia đình và người thân cần phát hiện sớm dấu hiệu người tham gia cá độ để có biện pháp ngăn chặn, khuyên răn, đừng để họ lún quá sâu vào con đường cờ bạc. Chương mục hồ sơ truyền hình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.